trên khắp muôn nơi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già trung già bắc vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài.
Việt Nam đi, chung lòng yêu quốc, bước chân dồn vang trên đường âm người xa, hờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa trên cung quân hành ca, đường vinh quang xây xa. Nhân dân chiến đấu không ngừng, hiến máu ra xa trường tiến lên, cùng tiến lên, nước con Việt Nam ta vững bền. Thưa toàn thể hội nghị, hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi giữa lúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong cả nước đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích để mừng xuân Tân Mão, mừng 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2011, mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ 11 của Đảng, mừng đất nước sau 25 năm đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, và chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa 13 và Hội đồng Nhân dân các cấp, và kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm của đất nước. Thực hiện luật người cao tuổi Việt Nam, thực hiện kế hoạch và sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Quang, Thường trực Hội người cao tuổi xã Đồng Quang thực hiện quy ước làng văn hóa thôn dân cốc. Hôm nay tại đình làng, ban chi ủy, lãnh đạo thôn, ban mặt trận tổ quốc, ban tổ chức đón xuân Tân Mão, ban chấp hành của chi hội người cao tuổi đã tổ chức lễ mừng thọ các cụ có tuổi trắng 70, 80, 90 và 100 tuổi. Về dự lễ mừng thọ hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Nga Văn, huyện ủy viên, thường nhân dân xã Đồng Quang; ông Nguyễn Quang Phan, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Quang; ông Nguyễn Đình Tuấn, đảng ủy viên, phó trưởng công an xã; bà Nguyễn Thị Minh, đảng ủy viên, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã; ông Nguyễn Đình Đoàn, chủ tịch cựu chiến binh xã Đồng Quang; ông Nguyễn Đình Quang, cán bộ tư pháp xã. Về phía thôn có ông Nguyễn Hữu Thắng, bí thư chi bộ, các bà trong ban chi ủy, lãnh đạo thôn, ban quản trị hợp tác xã, các ông bà là xóm trưởng, trưởng của các đoàn thể chính trị xã hội, các ông bà là cán bộ ban ngành ở chung quanh hợp tác xã, các cụ, các ông các bà trong ban chấp hành của chi hội người cao tuổi, các cụ có tuổi trắng được chúc thọ hôm nay, và các thân nhân quý khách, và các cụ ở trong thôn và các gia đình trong dòng tộc của các cụ được chúc thọ hôm nay. Đề nghị hội nghị hãy vỗ tay để nhiệt liệt chào mừng. Dân tộc làm cho mọi người khi sinh ra, lớn lên, dù sống, làm việc ở đâu, luôn luôn phải nhớ về quê hương, tổ tiên, gia đình. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn trong những năm qua, các tổ chức, gia đình và các cá nhân đã có tâm, trước là lễ thánh, sau giúp cho địa phương có kinh phí để tôn tạo, xây dựng, sửa chữa được một số các công trình văn hóa của thôn. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin cảm ơn các tổ chức, các gia đình và các cá nhân trong năm qua đã ủng hộ và quỹ chăm sóc tuổi già để giúp cho hội người cao tuổi có quỹ hoạt động để sống vui, sống khỏe. Đây là nét đẹp văn hóa để nhằm giáo dục cho con, cho cháu biết quý trọng ông bà, cha mẹ, cho nên cần được phát huy và nhân rộng. Nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho năm mới mọi điều tốt lành đến với mọi người và mọi nhà, chúc cho các cụ được nhiều lần chúc thọ hơn nữa, chúc cho năm mới mưa thuận gió hòa, thực sự phải đoàn kết để hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra, để góp phần xây dựng cho quê hương Dương Cốc ngày càng giàu đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, tổ chức đoàn thể cùng các cụ, các ông, các bà được mừng thọ năm 2011 và toàn thể nhân dân về dự buổi lễ mừng thọ Xuân Tân Mão 2011. Thế là năm Canh Dần đã đi qua, Xuân Tân Mão đã đến, muôn hoa đang hé nở, chồi mầm đón xuân mới, mùa xuân đang hứa hẹn những thắng lợi mới, những cảnh mai, những cành đào đang khoe sắc đón bình minh. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã về việc tổ chức đón xuân mới, trong đó có chương trình tổ chức mừng thọ đối với các cụ đến các bậc tuổi tròn 70, 80, 90 và đại thọ 100 tuổi năm 2011. Thay mặt Ban Chi ủy, cho phép tôi được kính chúc các cụ cao niên, các vị khách quý, các cụ được mừng thọ Xuân Tân Mão năm 2011 cùng toàn thể nhân dân về dự buổi mừng thọ hôm nay một lời kính chúc sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc. Kính thưa các cụ cao niên, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, đất trên đất nước ta, dân tộc ta từ xưa tới nay đều thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây là một đạo lý bất biến, kính trọng người già cả, kính trọng người trên là đức lễ của con người, kính già, già để lộc cho. Bởi lẽ công lao của các cụ trong mỗi gia đình ở địa phương xây dựng quê hương trong những năm đã qua và những năm tiếp theo ngày càng đi lên. Mặc dù tuổi cao, trí tuệ của các cụ vẫn còn minh mẫn, là những tấm gương sáng để con cháu noi theo và rất đỗi tự hào. Từ thực tế đã chứng minh các cụ sống mẫu mực trong mọi việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương để xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng quê hương văn hóa, giúp con cháu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng một đổi mới, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngang tầm thế giới. Kính thưa các cụ, các vị khách quý, cùng toàn thể nhân dân về dự buổi mừng thọ hôm nay. Năm 2011 là năm có ý nghĩa trọng đại, bởi năm Tân Mão 2011 là kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2011. Kỷ niệm nhân dịp năm mới, tôi gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe tới các vị cao niên, hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cùng toàn thể người cao tuổi cả nước luôn vui sống, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Năm 2009, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra đã tác động nghiêm trọng tới kinh tế của nước ta, đã làm trầm trọng thêm những khó khăn yếu kém của nền kinh tế. Các thế lực thù địch có nhiều hoạt động chống phá dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự điều hành có hiệu quả của chính phủ và chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chính trị xã hội ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Hội Người Cao Tuổi Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức. Hơn 91% người cao tuổi cả nước là hội viên của hội. Luật Người Cao Tuổi của Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước ban lệnh công bố. Chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi là mốc son trong lịch sử lập pháp Việt Nam. Về vị trí vai trò của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã được xã hội ngày nay nhận thức đúng và đánh giá cao. Năm 2010, kinh tế toàn cầu phát triển có chuyển biến tích cực hơn, những khó khăn
vẫn khó lường đã đặt ra vấn đề tác động đến sự phát triển của đất nước, các thế hệ thù địch và âm mưu phá hoại sự ổn định, định chính trị xã hội của nước ta. Năm 2010 cũng là năm đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, sự kiện ngoại giao, lịch sử văn hóa trọng đại và động lực tinh thần to lớn là điều kiện thuận lợi để chúng ta vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta tin tưởng rằng vững chắc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả của nhà nước, sự đoàn kết, nhất trí của toàn dân tộc nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch người cao tuổi Việt Nam thực hiện nhiệm vụ. Mà cũng do vậy, một lần nữa cho phép tôi được thay mặt chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đặc biệt là những người con của quê hương dân tộc đang công tác tại xã, xin được gửi đến các quý vị đại biểu, đặc biệt là các cụ cao niên vinh dự được có mặt tại buổi lễ hôm nay chúc thọ, một lời kính chúc sức khỏe, năm mới an khang và thịnh vượng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các cụ cao niên và toàn thể nhân dân, năm 2011 là năm có nhiều sự kiện và cũng là nhiều cơ hội thuận lợi để chúng ta phát triển. Song bên cạnh đó, chúng ta cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức do kinh tế dự báo còn nhiều khó khăn và bất cập. Nhìn lại năm 2010, toàn xã kết cấu hạ tầng nông thôn cơ bản đã được đầu tư khang trang, song đối với quê hương dân gốc của chúng ta còn nhiều điều kiện, còn nhiều thiếu thốn khó khăn như các hệ thống đường giao thông, dân sinh, các công trình văn hóa, các khu tín ngưỡng tôn giáo rất cần được cấp bách phải được đầu tư và hưởng lợi. Chúng ta một lần nữa, tôi thay mặt cho Đảng và chính quyền và hơn tất cả là những người cán bộ, người con quê hương của dương gốc của chúng ta sẽ làm việc tại xã, mong muốn mỗi người, mỗi nhà phải biết chăm sóc cho thế hệ người cao tuổi một cách trân trọng nhất, để chúng ta tiếp tục nhận được sự quan tâm, trí tuệ, dạy bảo của các cụ. Chúng ta sẽ khai thác được khả năng và tiềm ẩn mạnh mẽ, lòng bao dung, tình cảm trang chứa và vị tha vốn có của người dân Đồng Quang nói chung và người dân của dương gốc chúng ta nói riêng, tạo thành sự đồng thuận, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn để vươn lên, để chúng ta thoát khỏi khó khăn, đời sống tinh thần vật chất của quê hương của chúng ta thực sự giàu mạnh, bền vững, ngày càng có nhiều cụ cao niên góp phần vào nâng cao tuổi thọ chung của toàn xã và của quê hương của chúng ta. Cuối cùng, nhân dịp đầu xuân mới, một lần nữa cho phép tôi được thay mặt Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân trong toàn xã, xin được kính chúc các cụ cao niên và các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân ta một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, từ xã cho đến cơ sở, kính thưa toàn thể nhân dân cùng các vị khách, được sự phân công của ban chấp hành chi hội người cao tuổi, chúng tôi xin đọc cái danh sách các cụ có tuổi chẵn được mừng thọ xuân Tân Mão hôm nay. 100 tuổi đại thọ. Cụ thứ hai là cụ 90 tuổi, là cụ Nguyễn Thị Hảo, thượng thọ 90 tuổi. 6 cụ 80 thì chúng tôi cứ đọc hết tên thì đề nghị hội nghị thượng thọ 80 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Tiêu, thượng thọ 80 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Thinh, thượng thọ 80 tuổi. Cụ Trí Thị Tô, thượng thọ 80 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Nhuần, thượng thọ 80 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Lụa, thượng thọ 80 tuổi. Đó là 6 cụ 80 tuổi. 70 tuổi, ông Nguyễn Đình Thiết, thượng thọ 70 tuổi.
tuổi, bà Nguyễn Thị Bé hưởng thọ 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Hiên hưởng thọ 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Trung hưởng thọ 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Dâu hưởng thọ 70 tuổi, là có 6 cụ để gửi cho chàng pháo. Thì các cụ cao niên và toàn thể nhân dân cùng các vị khách trong xuân Tân Mão có một sức khỏe để đạt được cái mục tiêu mà nhiệm vụ của Đảng đã chỉ ra đầu năm 2011. Xin kính chúc một lời kính chào mạnh khỏe, xin hết ạ. Tiếp theo đến phần trao giấy mừng thọ. Khăn xếp để làm duyên
vầng nguyệt gác nghi để sang trong hội mùa. Tình à tình, tình 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 tình, à hội à, ư hội ư là ư hội ư. Đường đến thì làm duyên tình à tình nhớ tình 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 ta hồi ta từ hồi từ là hồi nhìn đôi là đôi sao đậu đậu nhanh mai ngắm nghi sông là sông lại nhớ núi thiên thai với ai hẹn hò rằng đã thương chín đi đợi sông cầu đôi lan phượng mãi sẽ là thanh duyên tình à tình 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 à hồi à ư hồi ư là ư hồi người quê là quê quan họ nhắn nhì ai dẫu xa là xa vẫn nhớ nhớ không phải chứ phải lời thề tháng riêng đúng nghi hẹn lại về cưới châu đêm thanh phượng cho tròn về là về người ơi tình à tình 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 à hồi à ư là ư hồi ư à hồi à ư hồi là ư quan hỏi một làn nắng cũng mang điệu dân ca giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng nghi những cô tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa chảy hội đảm đang nghĩ việc nước việc nhà ven toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên yêu quê hương quan hỏi từ đồng lúa đến con đò ven sông giữa mùa chiến công xóm làng xưa lại ngân câu hỏi lúa xanh mượt đồng quê ta tiếp bài ca chiêm mùa mơ hội đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cây đàm đang nghỉ giặc đến giặc không đường về lúa xanh mùa mùa vẫn tươi xanh
qua đông hội, một chiều nắng rẽ thăm nàng tô nữ, ba mùa gối nhau gái hồi lim dàn quân trên đồng nghi, lúa năm tấn vượt lên xanh ngát màu xanh trên tầm đạn thô. À quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang nghĩ, việc nước việc nhà vẹn toàn, nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên. Trên quê hương bao đời từng ngày tháng viết nên ngàn câu thơ, sông cầu nước xuôi đất nghìn năm dệt thêm trang sử huy, đứng lên với đồng quê cô gái Việt Nam bao mùa trưởng thành. Đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cây đảm đang nghĩ, giặc đến giặc không đường về, lúa xanh mùa mùa vẫn tươi xanh. Chào tay người ơi.
xin đón quan họ về, để mỗi sớm để mỗi chiều ngân vang trong lòng
ướt váy đầy áo mẹ. Hãy thương hỡi người chưa vắng lũy tre ri rào. Hãy tin hỡi người năm tháng không hề. Cũng như cha mẹ của các quý vị, các thi huynh thi hữu trong câu lạc bộ thơ của chúng ta có mặt hôm nay đã gắn bó tình phụ tử mẫu tử từ lúc còn ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành. Đặc biệt là người mẹ, ngoài công lao sinh thành dạy dỗ, người mẹ còn luôn sát cánh chăm sóc để nâng đỡ con cái học hành mạnh tiến trên đường học vấn, và sự nghiệp đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng như câu ca dao: ví đầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lèo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Có thể nói dân tộc Việt Nam ta từ trước đến nay, đời này qua đời khác, thế hệ này đến thế hệ kia, trước sau rất trọng ơn nghĩa công lao của cha mẹ. Vâng, đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Trong câu lạc bộ thơ của chúng ta hôm nay, kể từ ngày thành lập, rất nhiều thi huynh thi hữu đã có những bài thơ viết rất hay về người mẹ, người cha. Và hôm nay nhân dịp mẹ của đồng chí Nguyễn Hồng Cơ đại thọ 100 tuổi, rất nhiều các thi huynh thi hữu đã làm thơ gửi đến chúc mừng.
ngàn nơi hát niềm tin yêu đời. Bầy chim non lượn bay hót lời ca vang trời. Đàn bé hé môi cười ngọt ngào tình thương áo xanh vàng. Cùng đón Chúa Xuân huy hoàng. Thành đô như miền quê ước mùa xuân thanh bình. Người nông phố mừng xuân nhấp cạn ly thầm tình. Người lữ khách xa vời thì mừng mùa xuân sắc hoa nhiều. Để đón Chúa Xuân yêu kiều. Thắm thiết biết mấy mùa xuân ấm êm bên nhau. Bao nhiêu yêu tư giận hờn xóa tan qua mau. Tiếng hát quyên luyên làm ngây ngất trong tim ta. Chào xuân xưa đi qua, mừng đón lấy gió mới. Tình nhân phước mùa xuân chúc người yêu đẹp hoài. Người thương ra mừng xuân chúc đầu năm phát tài. Hạnh phúc khắp muôn nhà cùng hòa lời ca chúc xuân này. Đẹp đi non sông an hòa. Ngàn nơi hát niềm tin yêu đời. Bầy chim non lượn bay hót lời ca vang trời. Đàn bé hé môi cười ngọt ngào tình thương áo xanh vàng. Cùng đón Chúa Xuân huy hoàng. Thành đô như miền quê ước mùa xuân thanh bình. Người nông phố mừng xuân nhấp cạn ly thầm tình. Người lữ khách xa vời thì mừng mùa xuân sắc hoa nhiều. Để đón Chúa Xuân yêu kiều. Thắm thiết biết mấy mùa xuân ấm êm bên nhau. Bao nhiêu ưu tư giận hờn xóa tan qua mau. Tiếng hát quyên luyên làm ngây ngất trong tim ta. Chào xuân xưa đi qua, mừng đón lấy gió mới. Tình nhân ước mùa xuân chúc người yêu đẹp hoài. Người thương ra mừng xuân chúc đầu năm phát tài. Hạnh phúc khắp muôn nhà cùng hòa lời ca chúc xuân này. Đẹp tí non sông an hòa. Thank you.
giới thiệu ông Vũ Thoảng sẽ lên trình bày bài thơ này. Xin trân trọng mời ông. Các cô, các ông, các bà, các bác, các chú, các cô, các anh, các chị và các cháu trong gia quyến nhà ta. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho đảng ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể của địa phương, thưa các bạn thân nhân của gia đình nhà cơ. Người đời đã có đúc kết là tứ thời xuân tại thủ, ngũ phúc thọ lâm môn. Trong bốn mùa xuân hạ thu đông thì mùa xuân là tươi đẹp nhất. Trong năm điều phúc phú quý thọ khang ninh thì chữ thọ là quý trọng nhất của đời đường. Ở Trung Quốc có câu nhân sinh thất thập cổ lai hy, xưa nay người thọ 70 tuổi là hiếm, huống hồ cụ bà nhà ta đã tiến tới cõi đại thọ 100 tuổi. 100 năm 36.500 ngày trong cuộc sinh tồn hòa mình với thiên nhiên, với cuộc sống của một đời người quả là hiếm có, quả là quý trọng, được đảng, nhà nước và nhân dân tôn quý. Hôm nay gia đình tổ chức lễ mừng thọ ông cụ bà, đây là một việc làm có ý nghĩa hiếu đế trong đạo lý làm người. Chúng tôi là bạn với anh Nguyễn Hồng Cơ của gia đình, tuy chẳng có gì để giúp nhau làm giàu, chúng tôi nghĩ đã là bạn thì có hai điều tối thiểu trong tình bạn không thể thiếu là: một là phải hiểu hoàn cảnh của nhau, hai là vui buồn cùng chia sẻ. Được về dự lễ đại thọ của cụ bà hôm nay, tôi có ghi lại một vài câu nôm na gọi là kỷ niệm và đồng thời ghi sâu tâm trí của mình đối với bạn. Trăm năm bão táp phong ba, dạn dày mưa nặng, vẫn nảy lộc đâm chồi giữa cuộc nhân sinh. Chúng con lớn lên từ thuở nước tắm một gáo, áo mặc một thuôn, chỉ nhớ rằng những buổi bình minh đứng ngắm đàn cò từ ngọn tre bay đi trao điểm trên thôn chín lũ, và những buổi hoàng hôn lăng xăng chạy ra đầu ngõ đón mẹ đi làm về từ cánh đồng thôi. Đâu có biết rằng đời mẹ nổi trôi, đất nước chuyển mình, bao năm tháng mẹ ngồi tựa cửa nhìn trời mây và mong chúng con từng đứa, mong cho chúng khôn lớn, lớn khôn trong cuộc sống làm người. Con biết trong lòng mẹ bao nỗi đầy vơi, giữa cuộc sống nhân sinh mái đầu chúng con ngày một xanh, tóc mẹ càng thêm bạc, chúng con càng lớn cao lớn bao nhiêu thì lưng mẹ càng còng càng thấp. Mẹ vẫn âu lo cho con cháu giữa dòng đời. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà văn Hoài Nguyên, phó chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam, sẽ có một vài ý kiến phát biểu trước câu lạc bộ chúng ta và các bác các anh các chị trong hay trong gia đình đồng chí Nguyễn Hồng Cơ. Thưa các ông, các bà, thưa các bác, thưa toàn thể các nhà thơ được Quốc Oai, hôm nay trong không khí phấn khởi, cho phép tôi được thay mặt ban chấp hành Trung ương Câu lạc bộ thơ Việt Nam, xin thay mặt cho 7.000 hội viên Câu lạc bộ thơ Việt Nam, trong đó có trên 1.000 hội viên là thơ trẻ online, xin kính chúc cụ trường thọ và xin kính chúc sức khỏe tất cả các cụ công các bà trong buổi lễ mừng thọ cụ bà hôm nay. Và cũng là chúng ta chuẩn bị đón một cái Tết Tân Mão. Một lần nữa xin cho phép tôi được kính chúc toàn thể các ca nhà thơ, toàn thể các vị có mặt ở buổi đại thọ cụ bà hôm nay
luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và chúng ta làm được tất cả những điều mà người đời mong muốn. Xin chúc sức khỏe tất cả các quý vị. Mừng cụ xuân này thọ chẵn trăm, cây cao bóng cả tỏa trăm năm, khuyên răn cháu chắc bồi cây đức, dạy bảo gái trai đắp bội nhân. Thọ tượng Nam Sơn ngời nghĩa nước, phúc như Đông Đông Hải dạng tình dân. Gia phong cốt cách lưu quang đức, chúc cụ thọ trường ngoại bách xuân. Cảm ơn Đảng, chính quyền, hội người cao tuổi, các ban ngành huyện Quốc Oai, xã Đồng Quang và thôn Dân Cốc. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông bà nội ngoại, các ông bà thông gia và bà con trong thôn xã. Hôm nay trong không khí tưng bừng phấn khởi của các con cháu chắc trong đại gia đình chúng tôi được đón tiếp các vị khách quý, họ mặc xóm làng thân quyến và bạn hữu gần xa tới chúc mừng cụ bà mẹ chúng tôi đại thọ tuổi 100. Thay mặt gia đình trân trọng cảm ơn quý khách và bà con cô bác nội ngoại. Là con trưởng trong gia đình, tôi xin được bày tỏ những cảm xúc riêng tư về người mẹ. Mẹ ơi, con tưởng như mơ, bao năm mong ước bây giờ là đây. Và sự thật thì mẹ chúng tôi đang ở tuổi 100 và còn mong hơn thế. Ai sinh ra trên cõi đời này cũng đều có cha, có mẹ, nhưng điều kiện và hoàn cảnh thường khác nhau. Với tôi thì phải xa cha mẹ quá nửa đời người trên bước đường mưu sinh, không được thường xuyên phụng dưỡng cha mẹ nên trong lòng đầy ắp những nỗi tiếc và hoài niệm. Nhớ từ con tuổi ấu thơ, liêu xiêu bóng mẹ vin hờ thời gian, vai gầy gánh những lo toan, tình làng nghĩa xóm ngập tràn trước sau, cũng từ hạt lúa cọc rau nuôi con đến độ cú nhàu tấm thân. Trong giờ phút mừng thọ mẹ thiết hôm nay, tôi lại thấy sao lòng là hình ảnh người cha kính yêu của tôi đã đi xa lại ùa về trong tâm thức. Đã từng 18 xuân qua, giọt buồn thấm đất chia xa tháng ngày, phù sinh mặt nhạt vơi đầy đắng cay xen lẫn ngọt bùi nhớ thương. Tôi thường tự vấn lòng mình đã làm được gì để đền đáp công ơn trời biển ấy mà cha mẹ đã dành cho chúng tôi. Tới nay tôi vẫn coi mình như đứa trẻ trước người mẹ kính yêu, để luôn được truyền thụ giáo huấn làm lẽ sống ở đời. Con nay tuổi đã 72 vẫn thèm tiếng mẹ ru hoài tháng năm. Chúng tôi các con trai, con gái, con dâu, con rể, các cháu chắc chút nội ngoại rất đối tự hào và sung sướng trước giờ phút thiêng liêng, một dấu ấn không bao giờ mờ phai của một cuộc đời mẹ bà cụ vì chúng tôi đang đạt thọ tuổi 100. Niềm vui được nhân lên rất nhiều, đó chính là vinh hạnh lớn lao khi được đón tiếp các vị khách quý ở nhiều nơi xa xôi, họ mặc nội ngoại thông gia đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt dành cho chúng tôi những giờ phút quý báu để động viên khích lệ chúng tôi phải sống cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Năm Canh Dần đang lùi xa, năm Tân Mão đã tới gần. Trước thềm năm mới, tôi xin kính chúc các vị khách quý, các cụ, các ông, các bà nội ngoại và bạn hữu thân quyến mạnh khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Ơn tiên tổ đức ta
mẹ mà thôi. Cho nên là có cái gì mà so, trời đất chẳng dám so đâu tình cha nghĩa mẹ. Hôm nay đến mừng thọ cổ, thay mặt cho anh ca chính Phạm Hữu Chính, chủ nhiệm thơ Thăng Long, có gửi lời tôi đến chúc gia đình và chúc toàn thể các cụ, chúc cụ bà Tôn Thị Trù còn thọ nhiều hơn nữa để hôm nay bận đi được. Còn về phần tôi xin gửi cụ mấy câu thơ lục bát, đó là chọn 10 câu thơ lục bát để mừng thọ cổ. Bách niên cho bởi Phật trời, thọ trăm xuân sống giữa đời với xuân. Xin có mấy bản thơ đọc để các quý vị cùng nghe. Và cũng là mấy câu thơ chúng tôi mừng thọ mẹ. Một thế kỷ mẹ luôn vun đắp để cho con phúc lộc dày sâu. Chúc mẹ vui, sống khỏe, sống lo, sáng một đời, dạng danh gia tộc. Thì thế ạ. Cùng năm cùng tháng, ba mẹ ông Cơ năm nay tròn 100 tuổi, cũng là tròn trăm tuổi của mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi đã mất cách đây 25 năm, lúc đó 75 tuổi. Thì hôm nay đến cũng như là mẹ đẻ ra thôi, tôi rất là cảm động. Cho phép tôi được, tôi là người nông dân, tôi cũng biết làm thơ, nhưng mà tôi đọc thơ thì cũng được. Tôi xin phép đọc mấy câu thơ như thế này. Đi khắp thời gian, không có ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Ai còn mẹ, xin đừng để mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe con. Xin hết. Quý kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể thân quyến, hôm nay gia đình chúng tôi có tổ chức một bữa cơm thân mật để mời các quý vị và toàn thể bà con cô bác trong nội ngoại và thân quyến xơi lưng cơm với gia đình chúng tôi để chúc mừng mẹ chúng tôi đại thọ một tuổi 100. Xin tôi xin có ý kiến là trong lúc mà mọi người chúng ta liên hoan uống rượu thì phần đọc thơ thì vẫn có thể tiếp tục. Thì xin cảm ơn tất cả các quý vị và tất cả bà con nội ngoại thôn xóm là đã đến để chia vui với gia đình chúng tôi và dự bữa cơm thân mật với gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Bừng đón xuân, chung tiếng bao người hát vang.
chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em cùng với muôn nhà, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình, mong sao nước Việt Nam mình mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước non rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc, mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả yêu nhau. Đón xuân chung tiếng bao người hát vang, chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em cùng với muôn nhà, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình, mong sao nước Việt Nam mình mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước non rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc, mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả yêu nhau. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình, mong sao nước Việt Nam mình mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước non rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc, mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả yêu nhau. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc, mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả yêu nhau. Xuân đã đến rồi, nghe âm vang bao câu chúc yên lành, đất nước gấp hoa.
về, xuân xuân ơi, xuân đã đến xuân. Nghe âm vang bao câu chúc yên lành, đất nước ấm hoa yên ấm an vui, bao em thơ khéo mới tươi cười. Xuân đến, xuân xuân ơi, xuân đã về. Tính chúc giao thừa, mừng đón mùa xuân. Nghe âm vang, bao câu chúc yên lành, đất nước cắm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ, khoe mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Kính chúc một người với bao điều mong ước. Trong hương xuân, ta vẫy chào. Kính chúc một người gặp nhiều an vui. Xuân ơi, xuân đã đến rồi. Xuân ơi, xuân đã.